Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi 1971, vận trình chi tiết theo từng tháng âm lịch. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Tân Hợi 1971 khi bước sang năm 2023 Quý Mão đã bước sang độ tuổi 53 tuổi, tuổi mà người xưa có câu nói 49 chưa qua 53 đã tới. Mặc dù bước qua đại hạn, thế nhưng tuổi Tân Hợi lại gặp được rất nhiều điều may mắn, bình an vô sự trước đại hạn lớn nhất của cuộc đời này. Tuổi Tân Hợi trong năm 2023 có cục diện thiên sinh địa hợp, thiên can bản mệnh là Tân Kim tương sinh cho thiên can của năm là Quý Thủy, tạo thành bố cục chính ấn tương sinh cho kiếp tài. Còn Thái Tuế Mão Mộc và Hợi Thủy tam hợp mộc cục vô cùng thuận lợi. Có thể thấy những người tuổi Tân Hợi khi bước sang năm 2023 gặp rất nhiều điều may mắn thuận lợi, mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi và trôi chảy. Năm này bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành, cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, tuổi Tân Hợi cũng nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Thậm chí, những khó khăn, những thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ giống như trước. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy xung quanh những người tuổi Tân Hợi luôn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó để kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm đó là bình tĩnh ứng phó, cho nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Vấn đề tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi 1971, chi tiết từng tháng âm lịch sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Đánh giá tử vi năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi 1971. Đại hạn 53 tuổi có gì nguy hiểm? Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu nói 49 chưa qua 53 đã tới, hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này chắc chắn là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh, bởi vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, ly hôn, thất bại, mất mát tài sản, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Theo như quan niệm dân gian thì mỗi người đều sẽ phải trải qua tuổi hạn nhất định. Rất nhiều người vẫn tin rằng thông thường vào năm hạn gặp những chuyện không may mắn, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời cũng có thể gặp vận hạn xấu. Thế nhưng với hai độ tuổi là 49, 53 tuổi thì đó là tuổi hạn nặng nhất trong cuộc đời. Trong dân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, tuổi 53 chúng ta lại gặp rủi ro nhiều hơn. Thứ nhất, 49 tuổi tương ứng với nam mạng gặp sao Thái Bạch, nữ mạng gặp sao Thái Âm. 53 tuổi tương ứng với nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà ở đây Thái tức là quá, Bạch tức là trắng. Bạch chủ với tàn chế, chủ với tai nạn, chủ với xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ với ốm đau, dao kéo, xe cộ, sông nước. Thứ hai, tuổi 49, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền. 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la. Đây cũng đều được coi là những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên chúng ta mới nói 49-53 tuổi thường là hạn về tàng chế, về sức khỏe, về bệnh tật, hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế. Thứ ba, từ độ tuổi 49-53 tuổi trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều sẽ không được khỏe vì khả năng ăn uống đã kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng, cho nên sinh ra rất nhiều bệnh tật. Riêng với phụ nữ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh, cho nên tuổi này tâm lý bất ổn, hay cáu gắt, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu ù tai, hay bị bốc hỏa, cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Đối với nam giới thì cũng dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản,
thậm chí bộc lộ rất nhiều bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn máu, thoái hóa xương khớp. Rất nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, không giữ gìn sức khỏe xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Do đó, nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì vậy, chúng ta cần biết và tin điều này để từ khi còn trẻ chúng ta hiểu rõ về tình hình giai đoạn này để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe trước khi bước vào độ tuổi 49. Khi làm được điều đó thì trong tương lai, sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Giai đoạn 49-53 tuổi sẽ không còn gì đáng sợ. Người ta thường nói qua giai đoạn này thì không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, chỉ cần chúng ta chú ý hơn về sức khỏe cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý thay vì việc chúng ta phải cầu khấn hay là nghĩ ngợi lo xa. Xét về phương diện thiên can. Nếu xét về thiên can thì những người tuổi Tân Hợi có thiên can là Tân, Kim gặp năm 2023 có thiên can là Quý, Thủy. Kim và Thủy có sự tương sinh với nhau, Kim sinh cho Thủy. Mặc dù được thế tương sinh, thế nhưng do thiên can bản mệnh lại sinh xuất cho thiên can của năm nên có phần bất lợi. Mọi việc trong năm diễn ra bình thường, không có gì quá nổi bật hay tạo ra đột phá. Sức khỏe có vấn đề xấu, dễ ốm đau hơn. Vì vậy, Tân Hợi cần phải chú ý. Xét về địa chi của những người tuổi Tân Hợi là Hợi, gặp năm 2023 có địa chi là Mão. Hợi và Mão nằm trong tam hợp của Hợi Mão Mùi, cho nên chủ về những sự hòa hợp. Mọi việc trong năm sẽ hành thông, tiền tài sự nghiệp bền vững, công việc làm ăn được như ý, có tin vui về thêm người thêm của trong gia đình. Về ngũ hành, tuổi Tân Hợi có ngũ hành là Kim, gặp năm 2023 Quý Mão có ngũ hành cũng thuộc Kim. Kim gặp Kim, chủ về bình hòa, không có sự xung khắc hay bất lợi. Cho thấy một năm về phương diện ngũ hành sẽ ổn định về mọi mặt, từ sức khỏe, tiền tài cũng không cần phải lo lắng, cuối năm gặt hái được nhiều thành công. Về ngũ hành cung phi, tuổi Tân Hợi Nam Mạng có cung phi là Khôn Thổ, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc. Xét thấy hai cung phi này thuộc vào ngũ quỷ nên tuổi Tân Hợi Nam Mạng có sức khỏe khá kém trong năm này, công việc khó khăn vất vả, dễ bị mất mát tiền của. Còn với tuổi Tân Hợi Nữ Mạng có cung phi là Tốn Mộc, gặp năm 2023 cũng có cung phi là Tốn Mộc. Hai Tốn gặp nhau được hướng phục vị, cho thấy Nữ Mạng tuổi Tân Hợi có phần tốt hơn Nam Mạng khi mà mọi việc trong cuộc sống của những người này ổn định hơn, tình cảm gia đạo cũng yên ổn, không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Xét về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tân Hợi trong năm 2023, Tân Hợi khi bước sang năm 2023, sự nghiệp có thể coi là đại cát, bố cục chính ấn tọa kiếp tài. Kiếp tài đại diện không chỉ là một tinh tú mà nó còn là mặt ẩn đằng sau đó với một ý nghĩa khác. Nó ngụ ý về một con người tùy cơ ứng biến, nhanh nhẹn, hoạt bát. Mặt quan hệ xã giao của những người tuổi Tân Hợi sẽ rất vượng nên sẽ giúp sức cho sự nghiệp rất nhiều. Với phương diện tài vận, tài vận của những người tuổi Tân Hợi có thể coi rất thuận lợi trong năm 2023 Quý Mão này. Tân Hợi có tài ăn nói, có năng lực thuyết phục người khác, nên với những người làm ăn kinh doanh, có quan hệ đối tác, báo chí đều thu về lợi ích vô cùng lớn. Tân Hợi được sự giúp đỡ từ bên ngoài nên thành tích kinh doanh rất tốt. Có điều, chính ấn đại diện cho sự từ bi, cho tấm lòng lương thiện, cho nên rất dễ bị bạn bè gây họa mà bản thân phải gánh vác. Có điểm mất tiền vì bạn bè, vì người thân. Với phương diện tình cảm của những người tuổi Tân Hợi, vận trình tình cảm của những người tuổi Tân Hợi sẽ đơm hoa kết trái khá muộn trong năm này. Đây sẽ là một năm bản mệnh sẽ chuyển biến được mối quan hệ của mình. Với những người có gia đình thì êm ấm, thuận hòa. Tân Hợi giữ được ý chí, có lý tưởng cao đẹp. Tân Hợi truyền cảm hứng cho nửa kia của mình, cho nên mối quan hệ trong gia đình rất an ổn và vui vẻ. Xét được phương diện sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong năm 2023, do năm Mộc quá vượng có liên quan tới dạ dày, do đó trong năm này
bạn mệnh có thể có các bệnh liên quan tới bệnh dạ dày. Như vậy, tuổi Tân Hợi cần phải chú ý các bệnh liên quan tới dạ dày, học cách chăm sóc dạ dày sao cho khỏe mạnh nhất. Vận trình tử vi năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi chi tiết theo từng tháng âm lịch. Vận trình tháng riêng âm lịch. Tháng riêng âm lịch, những người tuổi Tân Hợi có bố cục thực thần tương sinh cho kiếp tài. Địa chi của tháng và năm đồng cung gọi là thực thần vượng tài, còn bản mệnh Hợi và tháng lại tương hợp với nhau. Đây là bố cục đại cát đại lợi. Sự nghiệp tiền tài của những người tuổi Tân Hợi trong tháng này có quý nhân phù trợ. Trong tháng đầu xuân năm mới, tuổi Tân Hợi tràn trề năng lượng với những định hướng công việc. Vì vậy, tâm trạng lúc nào cũng luôn thoải mái, tự tin để làm việc hết mình. Tân Hợi, hãy giữ vững tâm lý này trong những tháng sắp tới. Bạn sẽ sớm gặt hái được nhiều trái ngọt trong công việc. Chính trạng thái vui vẻ này khiến bạn đón nhận được rất nhiều thiện cảm với những người xung quanh. Chuyện tình cảm gia đạo và các mối quan hệ trong tháng này cũng vô cùng tốt đẹp, gặp rất nhiều tin vui, không có gì phải khiến bản mệnh phải lo lắng. Tuy nhiên, việc chi tiêu trong tháng này phát sinh rất nhiều khoản khá lớn. Thế nhưng, tháng đầu xuân năm mới là tháng phải chi tiêu rất nhiều tiền. Vì vậy, những người tuổi Tân Hợi cũng cần phải biết chi tiêu sao cho khoa học, đừng lãng phí cho những thú vui vô bổ. Vận trình trong tháng 2 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 2 âm lịch chủ về thiên can của tháng đồng vượng mộc với thiên can của năm, có nghĩa là thương quan tương sinh cho kiếp tài. Địa chi Hợi Mão bán hợp mộc cục với nhau. Đây là báo hung hiểm dành cho con giáp tuổi Tân Hợi, bởi vì kiếp tài vốn không phải là cát thần. Nó ngụ ý vận trình tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch gặp rất nhiều trắc trở, cẩn thận kẻo dễ gặp phải những chuyện không may mắn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tân Hợi trong tháng này lại có quý nhân phù trợ, gặp khó khăn lập tức có người giúp đỡ. Vì vậy, với những người đã có những dự định vạch sẵn trong tháng trước, hãy cứ mạnh dạn khởi động bắt tay và thực hiện. Mọi chuyện sẽ sớm nhận được kết quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên vì thế mà nảy sinh tâm lý ỷ lại. Về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong tháng này cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý khi tham gia giao thông, có thể xảy ra một số xây sát nhẹ không đáng có. Vận trình trong tháng 3 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 3 âm lịch, tuổi Tân Hợi có thiên can Bính Hỏa tương khắc với thiên can Quý Thủy, là cục diện thiên tài tương khắc kiếp tài, địa chi Thìn Thổ và Mão Mộc tương hại với nhau, là thương quan khắc thương quan. Đây tiếp tục là một tháng vất vả dành cho con giáp tuổi Tân Hợi. Tháng 3 âm lịch Tân Hợi có nhiều biến động đáng kể về phương diện công việc, tiền tài hay là tình cảm. Có vẻ mọi thứ đã bắt đầu đi vào vòng quay vận hạn vốn định sẵn dành cho những người tuổi Tân Hợi trong năm 2023 này rồi. Tân Hợi trong tháng 3 chi tiêu rất nhiều tiền, kiếm tiền thì lại vô cùng khó khăn. Đòi hỏi những người tuổi Tân Hợi này phải hết sức nỗ lực, phấn đấu hết mình nếu như không muốn mình bị thụt lùi ở phía sau. Về phương diện sức khỏe, Tân Hợi trong tháng này cần phải hài hòa giữa công việc và giải trí để đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đừng chỉ chăm chăm tập trung hoàn toàn cho công việc hay làm ăn mà quên quan tâm tới gia đình của mình. Vận trình trong tháng tư âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Bước vào tháng tư âm lịch, vận trình Tân Hợi có chính tài khắc kiếp tài, địa chi nguyệt lệnh ở vào thế tương sinh với địa chi của năm là Mão Mộc. Thế nhưng bản mệnh lại tương xung với tháng là Tỵ Hỏa. Về vận trình nói chung là một tháng tiếp tục vất vả dành cho con giáp này. Với người đã có gia đình thì gặp họa mất tiền vì bạn bè mà rơi vào rắc rối. Có điểm bị lừa gạt về tiền bạc, chủ yếu liên quan tới chuyện tình cảm, bởi chính tài là liên quan tới vị thần đa sầu đa cảm, bản tính mềm yếu. Những áp lực trong cuộc sống khiến những người tuổi Tân Hợi gặp phải mệt mỏi ưu phiền. Vì vậy, hãy để bản thân thư giãn bằng cách làm những việc mà bản thân yêu thích hay tham gia một bộ môn thể thao nào đó để tăng cường thể trạng. Vận trình trong tháng 5 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 5 âm lịch, Tân Hợi có thiên quan tọa kiếp tài,
Nó là mối quan hệ giữa thiên can Mậu Thổ của tháng và thiên can Quý Thủy của năm, gọi là bố cục kiếp tài hợp sát. Sát ở đây là thất sát hay còn gọi là thiên quan. Địa chi Ngọ Hỏa lại tương phá Mão Mộc, ngược lại bản mệnh lại ám hợp với Nguyệt Lệnh. May mắn dành cho con giáp tuổi Tân Hợi 1971, vận trình trong tháng 5 âm lịch là một tháng bán hung bán cát, chủ yếu là do hung vận từ những tháng trước vẫn còn kéo theo tình hình trầm mặc, vẫn chưa thể ổn định được. Thế nhưng Tân Hợi trong tháng này cũng có những cơ hội để có thể đột phá vòng vây mà vươn lên. Những lúc như vậy, bản mệnh nên tập trung phát triển năng lực của bản thân mình nhiều hơn nữa. Vận trình tháng 6 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Bố cục tháng 6 âm lịch dự định vận trình của những người tuổi Tân Hợi trong tháng này tiếp tục lại là một tháng bán hung bán cát. Tân Hợi trong tháng 6 có chính quan khắc chế kiếp tài, địa chi của tháng và năm và bản mệnh tạo nên vận tam hợp mộc cục. Tân Hợi trong tháng này sẽ kết giao được thêm nhiều mối quan hệ mới, nhờ đó mà mỗi khi khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình đến từ bạn bè và người thân. Đương số đón nhận nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong mắt đồng nghiệp và cấp trên, tạo điều kiện cho sự phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Vận trình trong tháng 7 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 7 âm lịch, người tuổi Tân Hợi vận trình không mấy khả quan cho lắm. Khi mà thiên ấn tọa kiếp tài, địa chi bản mệnh lại tương hại với Nguyệt Lệnh, nó sẽ kéo theo vận trình sự nghiệp và cuộc sống của những người này sẽ không đủ ổn định. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, người tuổi Tân Hợi hãy cẩn trọng, tài lộc rất dễ bị tiêu hao do những việc đầu tư không an toàn hoặc là chi tiêu không cân nhắc. Bởi vậy đường số phải thật cẩn trọng trong các quyết định đầu tư góp vốn làm ăn trong khoảng thời gian tháng 7, tháng cô hồn này. Tốt nhất nên tham gia những dự án đầu tư dài hạn, an toàn, hạn chế những dự án đầu tư ngắn hạn. Vận trình trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch chủ về cục diện kiếp tài hóa ấn, địa chi Hợi, Dậu, tương sinh, thế nhưng Nguyệt Lệnh và Thái Tuế lại phạm xung với nhau. Người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch thường xuyên tham lam, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua những lợi ích lớn hơn, cao xa hơn. Rất may mắn là trong công việc, những người tuổi Tân Hợi có cấp dưới tương trợ nên vận trình sẽ được ổn định hơn đôi chút. Do nhận được sự giúp đỡ, yêu quý từ những người xung quanh nên cũng khiến có những kẻ ganh ghét với những người tuổi Tân Hợi. Bản mệnh vì vậy cần phải làm việc âm thầm, đừng quá khoa trương để đề phòng tiểu nhân xuất hiện và hãm hại. Vận trình trong tháng 9 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 9 âm lịch rơi vào bố cục Tỷ Kiên, Đồng Vượng kiếp tài. Thiên can của tháng là Nhâm Thủy đồng ngũ hành với thiên can của năm Quý Thủy. Thái Tuế và Nguyệt Lệnh là bố cục Tuất Mão ám hợp. Đây là một bố cục không tương xứng với nhau. Trong tháng này, tuổi Tân Hợi làm gì cũng loạn, không tư duy kỹ càng nên thường xuyên xảy ra sai sót. Mưu sự trong tháng này rất khó khăn, cuộc sống lại gặp nhiều sóng gió. Đây là một tháng mà những người tuổi Tân Hợi lao động thì nhiều, vất vả, thế nhưng thu hoạch không được là bao. Vận trình trong tháng 10 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 10 âm lịch, vận trình của những người tuổi Tân Hợi tiếp tục lại là một tháng không có nhiều điều khả quan. Tháng này, tuổi Tân Hợi có bố cục kiếp tài tọa kiếp tài vô cùng xấu. Kiếp tài hay còn gọi là hung tinh dương đao, nó báo hiệu một con người độc đoán và chuyên quyền. Do đó trong tháng này, Tân Hợi hãy tập trung mọi nguồn lực để có thể gặt hái được thành quả lớn hơn mà mình đã dự định từ trước đó. Vận trình tháng 11 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Tháng 11 âm lịch, vận trình của tuổi Tân Hợi có giáp mộc thực thần tương sinh cho Quý Thủy kiếp tài, địa chi Nguyệt Lệnh và Thái Tuế tạo nên bố cục Tý Mão tương hình vô lễ với nhau. May mắn dành cho con giáp tuổi Tân Hợi là cuối năm lại có thực thần cát tinh cứu vớt. Đây là cát tinh duy nhất hòa hợp với kiếp tài, khiến cho những người này cứng cỏi nhưng cũng tỏ ra mềm mại khéo léo, chủ về vận trình có quý nhân giúp đỡ. Đây là bố cục mà những người này có thể được hưởng phúc lộc vật chất từ gia đình. Tuy nhiên, tháng này sức khỏe sẽ là vấn đề trọng điểm mà đương số phải lưu tâm nhất.
với những người đã có tuổi, hãy cẩn thận, bệnh cũ có thể tái phát. Nếu cảm thấy trong người có dấu hiệu khác thường thì cần phải đi thăm khám ngay để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vận trình tháng 12 âm lịch của những người tuổi Tân Hợi. Trong tháng cuối cùng của năm 2023 Quý Mão, Tân Hợi có bố cục thương quan tọa kiếp tài. Nó là mối quan hệ giữa thiên can Ất Mộc của tháng và thiên can Quý Thủy của năm. Địa chi của tháng là Sửu Thổ, tương khắc với Hợi Thủy. Điều này ngụ ý vận trình của tháng 12 âm lịch tháng cuối cùng mà Tân Hợi sẽ phải gánh chịu là một vận trình bán hung bán cát nửa đầu tháng, gặp vận trình bán hung nửa cuối tháng, gặp vận trình bán cát. Trong nửa cuối tháng, bản mệnh sẽ gặp vận may về tiền bạc, khiến cuối năm của những người này càng thêm phần sung túc, gia đạo cũng nhờ vậy mà êm ấm, hạnh phúc đong đầy. Sau một năm đầy vất vả, bận rộn và những vận hạn, đây là lúc mà những người tuổi Tân Hợi dành thời gian để nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình nhằm kiếm thêm động lực cho một năm sắp tới và là sự đền đáp xứng đáng của bạn dành cho năm vừa qua. Tuy nhiên, đương số nên hạn chế việc tiệc tùng, rượu bia. Nếu đã sử dụng chất kích thích, tuyệt đối không tham gia giao thông để tránh gặp những điều xui xẻo. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi 1971, vận trình chi tiết theo từng tháng âm lịch. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại!